Vâng, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung nha. Hiện tại bây giờ Thành Trung đang có mặt tại Mỹ Phước. Bây giờ là 8 giờ tối thì những nạn nhân xấu số cũng đã được mang về nhà. Thì Thành Trung sẽ chia sẻ những cái thông tin liên quan đến sự việc cho tất cả cô chú anh chị được nắm bắt và theo dõi nha cô chú anh chị. Phát hiện nhiều người tử vong bất thường trong một ngôi nhà tại Bình Dương. Người dân sống gần một căn nhà nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 phát hiện nhiều thi thể trong một ngôi nhà ở khu vực gần chợ Mỹ Phước 3 nên đã trình báo cơ quan chức năng. Trưa ngày 24 tháng 7, Công an thị xã tỉnh Bến Cát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân nhiều người tử vong trong một ngôi nhà tại khu vực gần chợ Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì cái này thì bên phía cơ quan chức năng cũng đã kết luận là nguyên nhân tử vong là do bị ngạt khí, do ngày hôm qua đó cô chú anh chị là cũng đã cúp điện nên là gia đình đã mở máy phát điện để sử dụng, nhưng mà cái máy phát điện thì để trong nhà đó cô chú anh chị, nên là cái khói của máy phát điện đã hút hết chất hút hết cái khí oxy. Đứa con nhỏ nhất thì mấy tháng và đến hôm nay thì số phận con người không phải người đoán trước được. Thì vừa rồi thì xe cũng đã chở những thi thể những nạn nhân xấu số về rồi đó cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối ngày 24 tháng 7. Thì lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa hai đầu đường để cho gia đình làm những cái thủ tục tắm rửa cho những nạn nhân để chuẩn bị khâm liệm nha cô chú anh chị. Thì Thành Trung nhận được những cái thông tin như thế này thì đúng thật sự là cảm rất thấy rất xót xa mà cảm thấy rất buồn. Thì mong sao cô chú anh chị theo dõi video thì cô chú anh chị để lại những lời bình luận cầu nguyện cho gia đình xấu số được siêu thoát. Vâng, thì để Thành Trung vào thắp cho những nạn nhân một nén nhang nha cô chú anh chị. Câu chuyện khá là thương tâm và đau buồn cho gia đình.
Vâng, thế ạ. Thành Trung cũng vừa thay tất cả cô chú anh chị thắp cho 6 nạn nhân người xấu số một nén nhang. Cô chú anh chị thì cũng mong sao những người xấu số sớm được siêu thoát. Cô chú anh chị thì đúng cảm thấy là một cái nỗi buồn vô tận của những người thân trong gia đình, một lúc mà mất đi 6 mạng người, đúng thực sự là quá xót xa cô chú anh chị ạ. Thì hiện tại bây giờ thì cũng rất nhiều những người hàng xóm cũng như là những người tới đây để chia buồn cùng với gia đình, thì mỗi người có thể là thắp cho những người xấu số một nén nhang. Vâng, thì Thành Trung cũng chia sẻ lại cho tất cả cô chú anh chị được nắm rõ cái thông tin nha cô chú anh chị. Thì ở đây là thuộc vào Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì ngày 23, chiều ngày 23 thì tại đây là xảy ra một cơn dông rất lớn, thì cúp điện toàn khu vực. Thì bên phía gia đình của nạn nhân đã mở máy phát điện. Thì theo như kết luận của bên cơ quan chức năng thì do ngạt khí của anh chị thì 6 người trong một gia đình thì cũng đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa cô chú anh chị. Dạ. Trời ơi, người ta hữu sự quay chụp một hai bộ hình đăng lên là được rồi, câu ai làm cái gì. Đấy, đủ mấy thứ này Bình Dương là tao câu ai nhiều nhất. Vô trong này vẫn được. Thank you.
Bây giờ là người nhà đang tắm rửa cũng như là chuẩn bị đến giờ để khâm liệm. Thì cô chú anh chị mỗi người để lại một cái lời cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số nha cô chú anh chị. Bây giờ là cũng đã gần 9 giờ nhưng mà đang rất đông những bà con lối xóm rồi người thân đã tới chia buồn cùng với những nạn nhân xấu số. Thì những cái thông tin mà thực sự là đáng buồn, chỉ trong một đêm mà cướp đi 6 người trong một gia đình, hai vợ chồng và ba đứa con và một đứa cháu tại salon tóc Ngọc Lâm nằm ở khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì theo như kết luận của bên cơ quan chức năng thì do bị ngạt khí của máy phát điện. Xin chào tất cả quý vị ha. Hiện tại thì mình đang live fanpage, chào mừng quý vị khán giả hãy theo dõi. Mình đang có mặt tại Bình Dương. Nơi mà xảy ra cái sự việc xấu là người ra đi máy. Vâng, thì Thành Trung sẽ cập nhật liên tục cho tất cả cô chú anh chị chia buồn cùng với gia đình nha cô chú anh chị. Thì cái video ngày hôm nay thì Thành Trung cũng xin tạm dừng tại đây. Thì cô chú anh chị nhớ like, đăng ký kênh cũng như là để lại những lời cầu nguyện chia buồn cùng với gia đình, cùng với cầu nguyện cho những người xấu số nha cô chú anh chị.